Xin chào các bạn đã đến với Góc Yêu Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm dầu điều các bạn nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây thì gồm có 2 tép tỏi. Tỏi ở đây thì mình đã rán lát nhỏ rồi. Thì các bạn chỉ đập dập một chút cho mình không lên làm nhỏ thôi nhé. Nguyên liệu thứ hai không thể thiếu đó là dầu ăn. Ở đây mình đã chuẩn bị 150ml dầu ăn. Và đây là hạt điều. Hạt điều thì các bạn có thể mua ở chợ hoặc là mua ở trong các siêu thị, họ đều bán hạt điều các bạn nhé. Mình nên lựa chọn cửa hàng uy tín để mình mua hạt điều nhé. Ở đây thì mình có 50g hạt điều nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành chưng hạt điều nhé. Đầu tiên mình sẽ đổ dầu ăn vào này. Rồi sau đó các bạn sẽ cho hạt điều vào nhé. Đầu tiên thì các bạn lên để ở nhiệt độ cao các bạn nhé. Để cho cái dầu điều này của mình nó sôi, cái hạt điều này của mình nó sôi lên đã. Sau khi đun được tầm 2 phút, thử cho bạn thấy cho cái tép tỏi vừa rồi vào nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để nguội các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ để ra ngoài cho nó nguội này. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành cho một cái thủy tinh để mình đựng và ăn dần nhé. Cái dầu điều này thì các bạn có thể sử dụng trong tạo màu làm xúc xích. Sau khi các bạn để 10 phút rồi các bạn sẽ cho ra dây để lọc các bạn nhé. Đây. Dầu điều của mình sau khi lọc qua dây đây. Đây là cái màu điều của mình các bạn nhé. Các bạn sẽ cho vào muỗng thủy tinh để mình đựng và mình ăn dần các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng với các món như xúc xích hoặc là các thịt rán hoặc là thịt luống. Rất là nhiều món có thể sử dụng dầu điều này và nhìn trông rất đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái lọ thủy tinh để mình đựng và ăn dần. Các bạn không nên cho vào lọ nhựa các bạn nhé. Mình hạn chế sử dụng đồ nhựa thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe nhé.